Ok, và xin tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường trật lý mùa sau nhé anh em. Rồi, khởi đầu với 3 hóa kỹ, 3 ngoại binh và 2 thách đấu. Chắc hẳn là anh em cũng đã khá là quen thuộc với cái đội ngoại binh rồi phải không nào? Ngoại binh này thì nó cũng có một chút giống với thần tài này. Đấy, đây là chút của không tặc nữa. Kiểu như cái con ganh blind anh em, khi mà nó kết liễu được một mục tiêu nào đấy thì chúng ta sẽ có thêm được một tiền. Cũng khá là thú vị đây. Và được cái là ngoại binh là chúng ta có thêm cả chuỗi thua nữa. Úi xời ơi, tay súng đánh thuê. Nhận một ấn ngoại binh này. Song sinh ma quái. Ở đầu trận chiến, tướng có máu cao nhất sẽ tạo thêm một bản sao. Ui, nhỏ nhưng có võ, linh thú của bạn di chuyển nhanh hơn và hồi 2 máu khi mỗi vòng đấu mới. Ai cha, khá là có để có thể quyết định một trong 3 nâng cấp này. Nhưng chắc là mình sẽ lấy một cái nhỏ nhưng có võ đi anh em. Tại vì trận này thì mình sẽ chơi 3 ngoại binh thôi, kết hợp với đây, đó chính là chuỗi thua nha anh em. Nếu như mà mình đánh theo chuỗi thắng thì mình sẽ lấy ấn ngoại binh. Đổi lại, trận này mình sẽ chỉ chơi 3 ngoại binh. Và sau đó chúng ta sẽ cố gắng sử dụng hết những cái lượng tiền mà để có thể comeback nha anh em. Rồi, để xem là ai đây nào. Đó chính là test bản mới. Ui, hình như là người anh em cũng ở server Việt Nam qua bên này trải nghiệm rồi. Nhìn cái tên là biết ngay. Ui dồi ôi, thanh niên này đã có được Lux từ rất là sớm. Sion phiên bản pháp sư. Căng nhờ. Ông này thì có nhà tài phiệt này, nhận 10 vàng lợi tức giống như mình luôn. Tưởng đấu game anh em sẽ có 10 tiền. Sau đó thì chúng ta sẽ được tích vàng ngay từ lúc đấy luôn. Và cái lợi tức của chúng ta sẽ có được max là 70 nha anh em. À không, đúng rồi, 70. Vậy là sau mỗi round anh em sẽ có được 7 đồng. Rồi, hiện tại là mình đã lượm ngay cho mình một cái cung gỗ rồi. Và để có thể comeback với cái đội hình mà kiểu nó cơ bản ở mùa 6 này anh em sẽ cần có khá là nhiều cung và BF. Chúng ta có thể dồn trang bị cho thứ nhất là những cái con như là ngoại, Fira này, con John này, với cả cái con Zehin nữa này. Đấy, mấy con đấy thì mình nghĩ là sẽ giúp cho anh em khả năng comeback cao hơn. Đây, nghe cho chó gắt 2 sao vào thì sợ lại thắng mất và hỏng hết cả bánh kẹo chuỗi thua của mình. Đội hình của chúng ta thì có mỗi cái lượng sát thương từ Warwick mà thôi. Hiện tại là mình cũng đã kích hoạt cho nó được 3 hoa kỹ rồi. Uầy, Monty. Và này thì cũng chơi ngoại binh luôn. Có ấn ngoại binh mà tại sao lại không lắp thế này? À, hình như là cũng có một cái lõi công nghệ ngoại binh. Cho nên anh ta vẫn chưa tận dụng vậy. Uầy, con queen của mình sao lại nó tự dưng thấy nó phát sáng này nhỉ? Trận thua thứ 4 rồi, để xem trận này thì mình sẽ tích được bao nhiêu trận thua nhé anh em. Càng nhiều chuỗi thua thì quà sẽ càng to. Nào, ui, Chitana, cá với cả mực. Đại bác để lùi. Con Chitana này thì nó kiểu như nó bảo kê cho mấy con xạ thủ xung quanh luôn đấy anh em. Bây giờ thì mình úp cấp luôn thì cũng chả cho gì vào được nhở. Cho mỗi con The Witch vào thôi. Thôi úp cấp luôn đi. Lượng sát thương của The Witch chắc là cũng không nhiều lắm đâu. Đổi lại thì mình sẽ giữ máu một chút. Chó gát này. Nghe. Chó gát vào nuôi thì nó to lắm anh em. To sợ nó mạnh lắm. Mạnh sợ lại thắng cơ. Đây. Hôm nay chơi hệ đột biến. Khả năng là đang nuôi chó gát rồi. Kiếm súng hay stake, một trong những trang bị giúp cho gắt hồi máu rất là lực. Uầy, đánh nhanh ấy, để cho gắt đánh nhanh vậy. Ôi giời ơi, thua như này lại càng thích anh em ơi. Thua ít này là mắc phê luôn này. Không giết nóng anh cho gắt đi.
Ok, tiếp tục là một cho gát luôn. 79 tiền. Trận này thì mình sẽ chơi ở cấp độ 9 anh em nhá. Cái này thì mất ngoại binh. Đây, cho này như này đi. Kiểu như đội hình có một chút tanh thì nó vẫn ổn áp hơn. Chơi cái chuỗi thua như này thì nó khá là khó đấy. Kiểu anh em thua thì chúng ta lại không muốn thua đậm quá, mà thắng thì lại không muốn thắng. Nó lại mẹ kiểu giờ giờ ưng ương vậy đấy. Khó chịu vãi. Ui dồi ôi. Chắc là mình sẽ lắp luôn một cái giáp tinh thần cho The Wick của chúng ta. Ok, vẫn giữ 70 tiền nha anh em. Cột mốc 70 mà. Tại vì cái vòng 1.4 đấy thì mình đã lựa chọn một cái lõi nhà tài phiệt mất rồi. Thì anh em sẽ có được 3 cái lõi công nghệ ở 3 vòng khác nhau. Vòng 1, vòng 3 và vòng 4.6. À đây nào. Ôi dồi ôi. Hôm nay chơi pháp sư à? Đúng là như vậy rồi. Anh em xem sát thương của Chita Fay gây ra là quá nhiều. Cố lên nào chuột ơi. Nhà mắt đánh bừa nhưng mà bắn mãi mà chả thấy ai chết thế này. Cay thật. Bắn được thêm con Vex nữa thì đỡ thêm tẹo máu rồi. 6 trận thắng rồi anh em. À không, đây là 6 trận thua mới đúng. 20 tiền. Ui dồi. Mẹ một cứ kiểu một click mà mình lại bị thọt xuống cái cột mốc nó dưới 70 tiền ấy. Hơi khó một chút. Đây, chơi hai con chuột đi. Chuột chù này nhìn bẩn bẩn vậy thôi, rất là mạnh anh em. 3 từ 3 vàng đã được thêm vào rương của bạn. Kiểu như anh em sẽ biết trước được những cái gì mà chúng ta có ở trong cái hòm này. Sau đó thì nếu như mà anh em thắng thì chúng ta sẽ được nổ hũ luôn nhá. Rồi. Đội hình hòa kỹ ạ. Kết hợp với sát thủ đến từ vị trí của Quantono. Ui. Tôi muốn thua nhà. Tôi muốn thắng đầu nhà. Cạp. Không được cạp rồi. Ui, chuột bắn cứ kiểu gì ấy nhở. Trận thua thứ 7. Ôi hai cái mặt trăng. 72 tiền. Một sách chọn ấn ạ. Ui dồi ôi, dúng giải độc đắc luôn kìa. Hãy nổi. Kiểu anh em rôn ở cái xúc sắc ấy, nó sẽ ra những cái quả ngẫu nhiên. Chúng ta được nghe một cái ấn luôn này. Phê thực sự. Kiểu như cái hệ ngoại binh này, khi mà anh em gọi là xúc sắc mà hên ấy, chúng ta kiểu được 5 cái ấn nhở. Mẹ hình phun hệ luôn. Mặt trăng là ra cái sách chọn ấn, còn cá mực gì đấy thì ra vàng. Rất là nhiều những cái điều thú vị đang ở chờ phía trước. Kiểu kiếp đầu đen mà không thì anh em rôn ra vàng chứ các kiểu. Ôi chúng ta có Victor với cả Tam Ken, nhưng cái mình cần bây giờ là con Tam Ken để có thể không bách thôi anh em ơi. Mình sẽ cho Illaoi ra chẳng hạn. Cái lý do mà mình lựa chọn cái nhỏ mà cò võ ở vòng 3.6 thì như anh em biết đấy, sau mỗi round thì con linh thú của mình sẽ hồi đậy được 2 máu. Điều này rất là dễ cho mình khi mà chúng ta đang kiểu rất là phù hợp ấy. Mà chúng ta đang kiểu đánh chuỗi thua mà mỗi round được cộng 2 máu. Vậy là sau 5 round là sẽ có 10 máu rồi. Quá hợp lý. Illaoi đi thì mất đấu sĩ. Mình sẽ cho vào vị trí của con này đi. Con chuột chuột này cũng không cần lắm. Ok, 52 tiền để có thể lên cấp. Bắt con chó gát này ở đây đi. Chó gát nó tốn 2 slot của mình cơ. Thôi cho nó ăn luôn nha anh em. Nuôi chó gát, nuôi Tam Ken đi. Cộng tận 165 máu luôn. Ghê vậy. Ui dồi, mẹ nhìn cho gát của ông này. Ông bán cho gát không? Cho Tam Ken của mình ăn cái. Nuôi Tam Ken khá là thú vị đây anh em. Nuôi cá mà. Anh em đút cái gì vào mồm nó thì nó cũng ăn hết. Bất cứ thứ gì thanh niên ăn tạp.
thua rồi. Pha này thua hơi đậm à. Bạn giết giết đi. Ôi hay quá. Giết rừng rác là ngon rồi. Ok, 9 trận thua rồi anh em ơi. Cái gì đây? Thử vận may nhận 3 xúc sắc ma thuật, tiếp tế trang bị khuyến mãi kinh nghiệm. Hiện tại là mình chuẩn bị lên cấp 9 mất rồi. Nhưng vậy thì mình sẽ lấy một cái xúc sắc ma thuật này đi. Kiểu mình sẽ tìm kiếm một cái vị tướng 5 tiền 3 sao cho anh em xem. Zihin này. Thay đổi trang bị cho một vị tướng 4 tiền nào đấy. Mundo chắc là cũng không cần lắm. Cho Zihin vào đi anh em. Lux Galio. Thấy con 5 tiền nào hết nhở? Có mỗi con Galio thôi à? Galio thì nó tận chiếm 2 slot của mình lận. Đây, 3 xuất sắc ma thuật. Mình nghĩ là cho thanh niên Uvot này vào có thêm liên xạ, khả năng nó sẽ ngon hơn đấy. Bán con này đi. Cho Galio vào lấy thêm khả năng hất tung đi anh em. Vậy chúng ta sẽ có được hệ khổng lồ. Seraphim chắc là cũng không chơi rồi. Rồi, theo đội hình pháp sư. Nhìn con Lux có vẻ như hơi mệt một chút. Boom. Galio kiểu như là kiểu chín cuồng giáo anh em nhỉ. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem cái sức mạnh của con gì nhỉ? Swim. Nhìn ghê vậy. 10 trận thua. Một trang bị thành phần. Ok. Phê giờ đấy anh em ơi. Giờ chắc là mình chỉ cần 3 ngoại binh thì có thể nổ vũ thôi. Bán đi thì rất là phí. Đến giờ comeback rồi. John này. Mình sẽ cho con Tamken ăn con Mifflin. Chúng ta sẽ có thêm một chút sức mạnh thuật. Mỗi tướng thì nó sẽ cho một cái cộng khác nhau nhé anh em. À, nhưng mà level 9 mà chơi những cái vị tướng 4 tiền này thì hơi fail. Với đồ của con Ugot này thì chúng ta có thể cho khá là nhiều tướng. Như là Zinix. Với cả con Kai'Sa. Đấy. Mình cảm thấy là cái trang bị này tuy là Kai'Sa gây ra được cái lượng sức tương phép, nhưng mà cầm những cái trang bị như này bắn cũng rất là lực nha anh em. Ugot này. Mundo ra khá nhiều. Uầy, có đúng một con Kai'Sa thôi. Không có Zinix hay gì rồi. Mình sẽ sử dụng xúc sắc ma thuật cho Kai'Sa. Ui không ra gì luôn. Trời ơi. Thôi phải cho vào gấp thôi anh em. Sắp đi đến nơi rồi. Mày tự dưng sử dụng hai cái xúc sắc ma thuật mà không ra bất kỳ một con nào. Đã thấy cái mùi đen rồi đấy. Mùi đen rồi đấy. Pha này mà không được nổ vũ là cút luôn, là đập màn hình luôn. Bắn đi Kai'Sa. Anh em thấy chưa? Kai'Sa đồ này cũng bắn mẹ à. Bắn hết. Cay vãi. Mình thì hay kiểu sử dụng những cái xúc sắc ma thuật vào những khoảnh khắc cần thiết. Đây ơi, nổ hũ. Ui xời ơi. Rất là nhiều tiền. Tầm khoảng... Ui dồi ôi. Nhiều tiền vãi nồi. Ta lại được tìm sách ấn này nữa. Khóa kỹ tài chế học viện thần tượng. Học viện à? Lấy cái này đi. Ui. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ có được hai thần tượng. Lắp một cái kiếm thực thần cho Samira. Nó sẽ búp một chút thách đấu cho Kai'Sa của chúng ta. Đây Kai'Sa này. Hai cái Nico này anh em này. Phê này, phê này. Thơm kèo này. Chúng ta chỉ còn vài con Kai'Sa nữa thôi thì sẽ có được Kai'Sa 3. Ui, Tamken lại đẻ ra đồ này. Đấy, nuôi là con lãi nha anh em nhá, không phải nuôi là lỗ đâu. Hai đồ luôn, ui rồi ôi. Tamken của tôi. Một phát đẻ ra hai đồ anh em ạ. Zumi, Zinix. Bây giờ ra Zinix thì đã quá trễ rồi. Má nhưng mà cho Kai'Sa ở cái ô tần thượng kia là mình lên cao quá, bị hẹo đấy anh em. Cho Mazaha vào, chúng ta sẽ có thêm một chút đột biến. Tamken 2 này.
cho 5 cái đàn này. Lộng hàng. Cái xa đâu? Khá là nhiều Zumi. Ui, vậy là còn một con Zumi nữa thì mình sẽ lên Zumi 3 rồi. Còn gì nữa không? Ui, ui lại nhiều tiền thế này. Mẹ anh tâm ghen vậy. Tâm ghen lại đẻ tiền ra tiền anh em. Ui lại đồ. Phê thế nhở? Thế mà vẫn thua à? Thế mà vẫn thua sao? Chơi tôi à? Sao mà thua được anh em? Cái sao của mình mẹ đột biến ấy, tỷ lệ 33% rồi. Ôi rồi ôi, có cả cái sao cả Zumi. Nhưng mà cái sao thì cũng đã lên 3 sao cho anh em xem rồi. Vậy trận này mình sẽ test cho anh em xem là Zumi 3 sao xem nó sẽ như thế nào nhá. Tuy là những cái trang bị của Zumi này thì không đẹp lắm, nhưng mà thôi, có là được rồi. Đói xôi anh em nhở. Để xem những cái tướng 5 tiền 3 sao tại mùa này như thế nào. À, mùa này cũng cách xa này. JC và Zinix. Samira. Tiếp tục là một Zinix nữa. Thôi lên luôn anh em ơi, cho anh em chứng kiến Zumi như thế nào luôn. Chuyến luôn chưa? Zumi 3. Đúng rồi, ôi, chín hoa kỹ này, nhìn kinh thế. Chúng ta lại có một con mèo cưng 3 sao. Ok. Test bản mới, đội hình pháp sư. Với những lợi trang bị của Lắc nhìn cũng khá là căng. Zumi. Ui, cái gì đây? Cái gì đây? Xịt 800 lần thôi, có bao nhiêu đâu. Xịt thế này thì ai mà đỡ. Zumi lại có thêm cái khả năng khống chế đấy anh em ơi. Kiểu như khi mà nó sử dụng kỹ năng lên đấy, là nó sẽ kiểu trói mục tiêu. Nào, thật đấy. Tưởng không mạnh nhưng mà nó cũng tạm được. Đồ này thì hơi fail khi mà cái quyền năng khủng đồ lại ở trên người của nó. Victor. Akali hai con luôn. Và mình sẽ bỏ con này đi, cho Fira vào. Thách đấu. Hai thách đấu rồi này. Này cho JC vào. Chúng ta có cảnh binh. Cái hệ người khổng lồ kia nó chiếm nhiều slot quá anh em. Chiếm tận 2 slot của mình luôn. Ui ôi, mẹ chó gắt này nhìn hơi mệt nha. Nhưng mà chúng ta hãy cùng xem sức mạnh của Zumi 3 sao như thế nào đây. Ui 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 ui, mèo điên rồi, không phải là mèo cưng rồi anh em. Mèo chó điên rồi. Quậy đê. Zumi 3 sao mà thua nữa thì tôi chịu. Zinix. Thôi bỏ Zinix đi. Victor. Chúng ta có thêm một cái team bang. Đây, chúng ta sẽ cùng xem ngưỡng cận cảnh Zumi 3 sao nhá. Chương cuối. Sau đó cô ta bám vào đồng minh gần nhất. Bán con này đi. Bán con này đi. Ờ, sao mình quên không cho Tâm Ken ăn nhở. Cho Tâm Ken ăn là nó béo rồi anh em. Quên đấy. Ủa, trưởng kìa. Zinix. Mình sẽ cho JC vào, chúng ta sẽ có được cảnh binh. Akali, Zihin, Kai'Sa này. Cố gắng roll nốt Kai'Sa 3 cho anh em xem luôn này. Galio 3, 2. Còn gì nữa không? Wow, tiếp tục là một con Kai'Sa 2 nữa. Vậy là 3 con Kai'Sa thì chúng ta sẽ lên được Kai'Sa 3 luôn. Ăn đi. Nghiện còn ngại. Đây. Ok chưa? À, mấy con lăng quang đi anh em. Ui dồi ôi. Ơ kìa vẫn thua à? Cái xa trưởng bắn đê. Ui. Cái gì đây?
sao mình vẫn thua cái đội hình của ông này nhở? Hỏi chấm. Ui không ổn rồi, Zumi 3 sao mà thua là chắc là phải xem lại rồi. Zumi chắc là cũng chỉ để búp thôi. Akali, JC này. Tự nhiên kia chửi mình gọi. Thấy mấy cái từ mà nó bậy bạ là kia là không hay rồi đấy nha. Chắc chúng ta vẫn cần phải có hệ đột biến thì mới có thể đánh bại được cái ông kia. Đây, lắp đồ cho cái sao đi anh em. Tám pháp sư ạ. Nhìn căng thế. Ui dồi ôi. Mà test bản PBA cũng phải tạm dừng cuộc chơi đây ở đây thôi. Nhưng chúng ta lại có một con zombie quá là lỗi. Ba con Kai'Sa nữa nào, cố lên nào. Gì Nick. Khả năng công kích khoảng 2 đòn đánh 33%. Mỗi trận thì chúng ta sẽ có một cái đột biến nó ngẫu nhiên đấy anh em. Ui, JC 2 luôn kìa. Tình của mình sử dụng khá khá những cái vị tướng 4 và 5 tiền. Ngoại trừ là con Kog'Maw với cả con Mazaha thôi. Nghe trời tận 2 cây sao rồi đấy. Ui dồi ôi. Con chó gát 3 sao. Đây đội hình 9 hóa kỹ ạ. Biết là mình có ăn được ông này hay không đây. Cái xa. Bắn đi nào. Ôi dồi ôi. Zumi đâu. Bắn chết thằng Victor đi. Cái gì đây. Sao lại toang hết rồi thế này. Ui dồi ôi. Zumi 3 ơi là Zumi 3. Zumi 3 đúng là top 3 luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới nha. Bye bye anh em. Mẹ. Chán thật. Thất bại rồi.